mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thứ ba là cơm lứt dắt. Chuẩn bị một miếng vải sạch vuông, cạnh từ 30 đến 40cm, một cái khay hoặc là cái mâm, một muỗng lớn, một cái rổ thưa, một cái lòng bàn. Nấu cơm và có thể thêm nước cho nhão hơn. Cơm chín đem miếng vải nhúng nước sôi, vắt ráo rồi trải thẳng trên khay. Xé cơm ra mặt vải, túm các góc vải thành cái bọc. Một tay sẽ giữ chặt chỗ túm, còn tay kia thì nhồi mạnh bọc vải cho đến khi cơm nát nhuyễn. Mở vải ra, lấy muỗng cào cơm dồn về giữa. Xếp hai mép vải vào nhau, rồi cuốn cơm và lăn tròn thành hình ống. Nhớ là chừa hai đầu vải để dặn xoắn lại ép cơm cho chặt. Sau đó chúng ta sẽ mở vải ra, lấy vắt cơm có hình đòn bánh tét hoặc ổ bánh mì cho vào rổ và đậy lòng bàn hoặc là miếng vải thưa để nguội cứng. Có thể chia cơm thành nhiều phần để làm những vắt nhỏ. Khi ăn, dùng dao bén cắt lát mỏng chấm muối mè hoặc là phết bơ mè, tương đặc miso. Sau đó chúng ta giặt sạch miếng vải để dùng cho những lần khác. Dùng cơm vắt làm lương thực đi xa rất là tiện lợi. Muốn vắt cơm lâu hư thì phải để thực nguội và nhét vài quả ô mai thực dưỡng hoặc là một miếng trong vải hầm tương vào giữa. Có thể cắt cơm thành những khối vuông cạnh từ 1,5 đến 2cm, đem chiên vàng đều các mặt, ăn với nước tương thực dưỡng, tương hạt lỏng, tương đặc miso hoặc là sốt tương mè. Thứ tư là cơm lứt vắt phơi khô. Nấu và vắt cơm để thật nguội rồi cắt thành những lát mỏng từ 2 đến 3mm đem phơi khô. Khi ăn nướng hoặc là chiên áp chảo và chấm hoặc là phết tương như là miso, nước tương thực dưỡng tamari, tương hạt lỏng hoặc là bơ mè nếu như nướng. Có thể trộn một ít mè rang và miso hoặc là nước tương thực dưỡng vào cơm trước khi vắt. Người bị thấp khớp, tê bại, bệnh Parkinson ăn rất là tốt. Thứ năm, cơm lứt nấm. Dẫn nấu cơm, cơm chín xới ra cái rá hoặc là thau để nguội bớt. Rửa hai bàn tay thật sạch, nếu có xà phòng phải rửa hết mùi. Lau khô rồi thấm ẩm với nước chín để khỏi dính cơm. Dùng muỗng múc từ 1 đến 2 muỗng cơm đổ vào lòng bàn tay để nắm bóp cho nát nhuyễn. Đồng thời dùng ngón trỏ và giữa của tay kia ép cơm thành hình bầu dục hoặc là viên tròn. Đặt nắm cơm vào cái rá và làm tiếp những nắm khác. Thỉnh thoảng thấm ẩm hai bàn tay để tất cả nguội cứng. Ăn với muối mè, tương đặc miso hoặc là bơ mè. Dùng cơm nắm làm lương thực đi xa rất là tiện lợi. Muốn cơm lâu hư phải để thật nguội và nhét vào giữa mỗi nắm cơm một quả ô mai thực dưỡng hoặc là 1/2 miếng trong vải hầm tương. Muốn ăn béo thì chiên nhẹ các nắm cơm cho vàn mặt. Có thể sắc lát cơm nắm, phơi khô và ăn bình thường. Nếu sau khi nghe xong yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Ha ha ha, 问什么的说